Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Nhạn Sơn, chùa Ông Đé, di tích đan xen hai nền văn hóa Việt Chăm, nơi lưu giữ hai tượng Đê Văn Đê Ba La thần bảo hộ. Thần bảo vệ đền tháp của khu phế tích Gò Tam Tháp niên đại thế kỷ 13 điêu khắc thể hiện phong cách nghệ thuật giai đoạn Visayas. Nơi đây là thành Đồ Bàn, vương quốc của Champa. Họ xây những bức thành bằng những viên đá ong. Cổ xưa, đây là kinh đô của thành Đồ Bàn của Champa. Đây bức tường thành có những viên đá ong. Chùa Nhạn Sơn vẫn còn lưu giữ những hòn đá ong cổ kính thời vương quốc Champa. Thank you.
xuyên qua chính trị là bị đoàn, bị nhà nước cầm, biết không?
mệnh đề là người Việt mà nhưng mà điêu khắc của người Champa, nền xuyên vào hai nền tảng văn hóa giữa Champa và Việt. Đây là ông đỏ, còn bên đây là ông đen. Các bạn thấy đây là nét văn hóa nghệ thuật của Champa điêu khắc. Hai ông này là người Việt nhưng mà điêu khắc tượng là của người Champa. Đây là ông đỏ, ông đen. Toàn là nghệ thuật điêu khắc của Champa cổ xưa. Đây là ông đỏ. Còn mé bên tay trái là ông đen.